Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đã dự báo diễn biến không khí lạnh trong vòng 24 đến 48 giờ tới. Ngày và đêm 22 tháng 9, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền cấp 2 đến cấp 3, vùng ven biển cấp 4 đến cấp 5. Trong ngày và đêm 22 tháng 9, khu vực Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ, Hòa Bình có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và có dông. Lượng mưa phổ biến từ 30 đến 50mm, cục bộ có nơi trên 100mm. Ngày 22 đến ngày 23 tháng 9, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa trời mát, vùng núi Bắc Bộ có nơi trời lạnh. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến từ 20 đến 23 độ C, vùng núi có nơi dưới 19 độ C. Khu vực Hà Nội, từ ngày 22 đến ngày 23 tháng 9, trời mát với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 21 đến 23 độ C. Từ sáng ngày 22 tháng 9 đến ngày 23 tháng 9, khu vực Bắc Trung Bộ dự báo mưa vừa mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Lượng mưa từ 40 đến 90mm, cục bộ có nơi trên 150mm. Từ chiều tối ngày 22 tháng 9 đến đêm ngày 23 tháng 9, khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế dự báo mưa vừa mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Lượng mưa phổ biến từ 40 đến 90mm, có nơi trên 150mm. Riêng khu vực Thừa Thiên Huế lượng mưa từ 30 đến 60mm, cục bộ có nơi trên 120mm. Báo Lao Động sẽ tiếp tục cập nhật thông tin dự báo diễn biến không khí lạnh trong những ngày tới.